Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thiên Đường Thú Cưng. Thì như chị đã hứa với các bạn ở video trước là chị sẽ làm một video về các loại bệnh của hamster. Thì hôm nay chị sẽ trả cho các bạn video này nha. Thì chị sẽ chia sẻ với các bạn ở cái kinh nghiệm của chị nuôi trong quá trình nuôi suốt 2 năm thì chị gặp những cái bệnh nào thì chị sẽ note lại và chị chia sẻ với các bạn. Ngoài ra thì chị cũng sẽ tìm hiểu trên Google những cái trang web mà hay nói về hamster. Nếu như mà có những cái bệnh nào lạ nhưng mà cũng thường hay gặp thì chị cũng sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn để các bạn có thể để ý được và chăm sóc cho các bé của mình. Thì nếu như mà bạn nào đã theo dõi xuyên suốt cái kênh của chị thì các bạn sẽ thấy được là ở một vài video trước á, là chị có nói về hai bệnh, đó chính là bệnh sốc và bệnh tiêu chảy. Nếu như bạn nào chưa coi á, thì các bạn có thể cập nhật ở đường link này, các bạn vào trong những cái bài đó các bạn coi lại để mà các bạn có thể kỹ càng coi lại kiến thức và biểu hiện, triệu chứng, cách xử lý như thế nào. Thì những video rất là dài, khoảng 10 phút á, thì các bạn vào đó xem cho kỹ. Còn chị sẽ nói sơ lại ở trong video này để mà các bạn có thể nắm lại một lần nữa. Đầu tiên đó chính là bệnh tiêu chảy. Thì khi mà các bạn nuôi các bé mà các bạn để ở trong một môi trường nó quá dơ, ví dụ như là cái phần lót chuồng dơ nè, rồi phần chén ăn nó dơ, phần bình nước dơ, cái nhà ngủ dơ, nói chung là các môi trường sống của các bé mà dơ thì các bé rất là dễ bị tiêu chảy. Tại vì các bạn biết là các bé hamster chúng ta là động vật gặm nhấm, thì các bé nó gặm đủ thứ đồ đó và vô tình gặm trúng những cái chất bẩn thì các bé nó sẽ bị tiêu chảy. Ngoài ra thì thức ăn là một cái nguyên nhân khiến cho các bé bị tiêu chảy nhiều nhất. Khi mà các bạn cho ăn những thức ăn mà nó bị mốc, rồi bị bọ ăn nè, rồi thức ăn nó bị hư hỏng, ở đây nghĩa là các bạn để thức ăn ở ngoài quá lâu rồi nó bị ẩm ướt, rồi nói chung là thức ăn nó bị hư á, thì các bé sẽ bị tiêu chảy. Ngoài ra thì những bạn nào mà có cái thói quen cho các bé mình nó ăn thức ăn tươi quá nhiều thì nó sẽ bị tiêu chảy ngay. Vì thật sự thì thức ăn tươi nó cũng cần thiết cho hamster chúng ta để mà bổ sung thêm dưỡng chất, chất xơ. Nhưng mà khi mà ăn ở một liều lượng quá nhiều, nhiều ở đây là các bạn cho ăn mỗi ngày luôn, thì các bé mình sẽ bị tiêu chảy. Thì về biểu hiện tiêu chảy thì các bé nó sẽ bị ướt phần đuôi. Thường thường cái phần đuôi nó sẽ bị ướt và bắt đầu các bé nó lờ đờ, các bé không có muốn ăn nữa, tại vì cơ thể các bé bị mệt. Và cách điều trị thì các bạn xem lại video cũ giúp chị nha. Và tiếp theo đó là bệnh thứ hai, đó chính là bệnh sốc nhẹ. Thì đối với cái bệnh này thì nó cũng rất là dễ nhận biết. Những cái bé mà các bạn nuôi ở một cái môi trường mà nhiệt độ nó lên quá 30 độ C thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Biểu hiện sốc nhiệt đó chính là các bé của chúng ta sẽ bị ướt cái phần cổ và nó chạy dài xuống cái phần bụng luôn, nó ướt rượt luôn. Thì khi đó là bé mình đã bị sốc nhiệt rồi đó các bạn. Thì các bạn phải nhanh tay đem các bé của mình ra một cái chỗ mát hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ để bé mình trực tiếp ở ngoài trong cái nền gạch men hoặc là gạch tàu, để các bé nó cảm nhận được cái hơi mát từ cái nền gạch lên cơ thể các bé, để mà các bé điều chỉnh thân nhiệt lại. Khi này các bạn không được phép, tuyệt đối là không được phép chĩa cái quạt trực tiếp vào nha. Tại vì khi các bạn chĩa quạt trực tiếp vào là khi đó các bé mình nó sẽ bị sốc nhiệt một lần nữa. Đang quá nóng cái chuyển sang quá lạnh thì các bé sẽ ra đi rất là nhanh. Và cái cách xử lý như thế nào thì chị cũng đã làm ở video trước rồi, các bạn giúp chị xem lại video đó để mà có thể nắm được kỹ nhất cái cách xử lý nha. Rồi bệnh thứ ba mà chị muốn nói với các bạn đó chính là bệnh táo bón. Thì có tiêu chảy thì cũng sẽ có táo bón. Táo bón là cái bệnh mà xảy ra khi mà các bạn cho các bé mình ăn hạn chế quá. Các bạn chỉ cho ăn ngũ cốc mà các bạn không bổ sung những cái thành phần mà có nhiều chất xơ, ví dụ như là rau củ ở dạng sấy khô hay là dạng tươi, thì các bé mình sẽ bị táo bón. Biểu hiện của táo bón đó chính là các bé nó bị trương cái bụng lên, cái bụng nó phình to một cách bất thường và thường thường nó có màu thẫm thẫm đen đen á, là các bé mình táo bón rồi. Thì khi mà các bạn thấy cái biểu hiện này thì ngay lập tức các bạn nên tách các bé bị bệnh ra. Bệnh tiêu chảy cũng vậy luôn nha, các bạn phải tách ra ngay ở một cái chuồng khác để mà các bạn điều trị. Tại vì cái dịch tiết ra hormone nó sẽ làm cái môi trường sống nó bắt đầu nó nhiễm khuẩn và các bé khác cũng sẽ bị luôn. Rất là nguy hiểm nha. Sau khi các bạn tách ra rồi á thì các bạn sẽ bổ sung giúp chị vitamin nè và các thức ăn mà giàu chất xơ, ví dụ như là rau củ sấy, thường thường là khoai lang sấy nè, rồi rau củ ở dạng sấy khô á, các bạn sẽ cho các bé ăn nhiều hơn một xíu để mà các bé mình nó có thể nhanh nhanh có thể đào thải được cái phân ra, để mà các bé nó không bị tắc ruột
mà dẫn đến là bị chết. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái bệnh thứ tư nha. Thì chị nghĩ là cái bệnh này sẽ rất là thường gặp nè. Đó là bệnh bị cảm cúm á. Thì cảm cúm nó xảy ra khi mà các bé mình ở một môi trường quá lạnh. Khi mà các bạn cưng quá, các bạn cho các bé mình đi ngủ trong cái phòng máy lạnh chung các bạn luôn, và các bạn để nhiệt độ quá là lạnh thì các bé nó sẽ bị cảm cúm. Ngoài ra thì cảm cúm nó sẽ còn bị lây nữa các bạn. Ví dụ như là các bạn cơ thể của mình nè bị bệnh hắt xì mà các bạn đứng gần cái lồng của các bé thì vô tình cũng sẽ làm các bé nó bị cảm cúm theo. Và biểu hiện của cảm cúm là đó chính là các bé mình nó thứ nhất là hắt xì, thứ hai là cái phần mắt và mũi nó chảy nước, và các bé nó bị thở hổn hển, khò khè, và cơ thể của các bé nó hơi nóng nóng là các bé đã bị cảm cúm rồi. Ngoài ra một cái biểu hiện mà nặng đó chính là các bé mình nó bị đỏ phần mũi nè, đỏ và chảy máu luôn. Thì khi đó nó rất là dễ dẫn đến tình trạng bị viêm phổi. Khi mà đã bị cái bệnh này rồi thì các bạn phải ngay lập tức cho các bé mình đi sang một cái môi trường ấm áp hơn. Ví dụ các bạn có thể quàng cái khăn, cái miếng vải xung quanh lồng để tránh gió đi vào lồng làm cho các bé bị lạnh hơn á. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải bổ sung cho chị các vitamin dạng chai cho các bé mình uống, để mà các bé của mình nó bổ sung thêm chất, và ăn những thức ăn nó ở dạng ngũ cốc thôi, đừng cho ăn thức ăn tươi nữa, tại vì khi này là cơ thể các bé rất là yếu, không thể nào hấp thu được quá nhiều thức ăn trong cùng một lúc. Vì vậy là khi bị cảm cúm thì các bé nhớ giùm chị giữ ấm cơ thể nè, bổ sung vitamin nè, và cho ăn những thức ăn lành tính. Ngoài ra thì chị có một cái mẹo nhỏ nhỏ để mà giúp các bé mình nhanh vượt qua giai đoạn này. Thì chị khi mà các bé bệnh rồi thì chị cũng lên Google, chị tìm, rồi chị thấy nó có một cái cách là dùng cái ruột của ổ mì. Thì các bạn hay đi ra chỗ bán mì, các bạn mua cái ổ mì xong rồi các bạn xé một cái phần ruột cho các bé mình nó ăn. Thì chị không biết là trong ruột bánh mì nó có chất gì giúp cho các bé mình vượt qua bệnh nhanh, nhưng mà chị đã thử nghiệm và chị cảm thấy là các bé nó hồi phục rất là nhanh. Thì các bạn cũng có thể dùng cái cách này, nhưng mà các bé cho ăn ít thôi nha, tại vì khi mà ăn quá nhiều mà nó uống nước là rất là dễ bị sình bụng. Cho ăn ít thôi, một mẫu nhỏ thôi, và cho ăn một ngày khoảng 2 lần thôi. Và nhớ là không nên để cái vụn bánh mì nó ở trong lòng quá nhiều, tại vì vụn bánh mì nhiều á, kiến sẽ bò vô, thì khi đó là các bé sẽ bị kiến cắn rất là tội. Tiếp theo nha, bệnh thứ năm mà hay gặp đó chính là các bé chúng ta bị ghẻ, bị nấm. Thì nếu như các bạn thấy bé hâm tơ của mình mà thường xuyên gãy á, dùng chân nó mà gãy trên người, thì các bé bắt đầu nó đã bị nấm rồi. Thì biểu hiện của nấm ở cái dạng nhẹ thì thường thường ở phần lông nó sẽ có những cái đốm mà nó màu vàng, nó sùi lên, khiến cho cái phần lông trên cơ thể các bé nó không còn mướt nữa. Mà còn khi bị nặng rồi thì cái phần lông trên bé nó bị rụng lông lởm chởm luôn. Thì khi đó là đã bị nặng rồi đó. Thì cái cách mà chị hay trị cho các bé của mình đó chính là đầu tiên là phải dọn chuồng, dọn sạch sẽ cái chuồng nè, và tách các bé bị bệnh ra để mà không có bị lây cho các bé còn lại. Thì các bạn biết là bệnh nấm là một bệnh về da, ở người mình còn lây người với người, thì ở chuột cũng vậy đó, cũng sẽ lây chéo. Nên các bạn nhớ là tách ra. Sau đó thì chị nè, kinh nghiệm của chị sẽ mua cái lọ kem tắc ở ngoài tiệm thuốc tây á, cái lọ mà xịt nấm ở người á. Thì chị sẽ để hình ở đây nha, để các bạn biết được cái loại đó. Thì chị mua về xong rồi chị dùng cái tăm bông, chị quẹt một xíu đầu tăm bông thôi, xong rồi chị thoa lên những cái phần vùng da bị nấm đó, thoa ít thôi, một ngày 2 lần. Và các bạn cố gắng là giữ các bé mình đến khi mà nó khô cái phần thuốc đi, đừng để các bé mình nó liếm chúng nha, rất là nguy hiểm, hại gan lắm. Thì khi mà các bạn sức đến khi nào mà các bé thấy là không còn ngứa nữa nè, rồi cái vết nấm nó không còn lan ra nữa, thì các bạn ngưng để cho các bé nó tự lành và tự mọc lông trở lại. Bệnh tiếp theo đó chính là bệnh về mắt. Thì hiển nhiên chị thấy là nuôi nhiều thì chắc chắn sẽ gặp tình trạng này nè. Thì nguyên nhân mà cái biểu hiện chứ đã ha, biểu hiện về mắt, các bệnh về mắt đó chính là cái bé của mình nó bị dính mắt lại, do là cái phần dịch mà để làm con mắt nó sáng á, nó trong á, là nó bị khô lại, bắt đầu nó dính con mắt bé lại luôn. Thì nguyên nhân để mà dẫn đến tình trạng đó là thứ nhất là các bé mình nó dùng cái lót chuồng quá bụi. Thì cát sen chị cũng có nhấn mạnh lại, thì cát sen là một cái lót chuồng có thể gây bụi. Nếu như mà các bạn mua phải những cái cát nào mà nó quá bụi đi thì sẽ gây lên cái bệnh này. Còn khi mà các bạn mua cát mà nó không có bụi thì không sao hết. Ngoài ra thì những cái loại ví dụ như là chị thấy là
mùn cưa nha. Mùn cưa mà các bạn mua ở trong cái xưởng gỗ á, là cái đó là bụi cực kỳ nhiều luôn, tại vì chưa có được lọc lại á. Còn mùn cưa các bạn đã mua ở trong tiệm Hunter thì người ta đã lọc lại rất là kỹ rồi. Còn những bạn nào tiết kiệm á, các bạn mua ở ngoài xưởng á, về thế nào cũng sẽ có bụi và các bé của mình nó sẽ bị viêm mắt. Khi mà các bé mình nó rơi vào tình trạng này á, thì các bạn ngay lập tức là đổi ngay cái lót chuồng nè, để mà tìm một cái giải pháp lót chuồng khác không có bụi. Các bạn có thể lót qua giấy KT nè, giấy Carepress hoặc là mùn cưa ở được bán tại tiệm Hunter nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ mua giúp chị một cái lọ nước muối sinh lý dùng như nhỏ mắt á, thì chị sẽ để hình đây, các bạn sẽ thấy. Đi ra ngay tiệm thuốc tây mua về, sau đó các bạn dùng tăm bông, các bạn thấm cái nước muối sinh lý đó, các bạn lau sạch cái phần cái chất mà đóng lại trên mắt của các bé, lau sạch đi. Sau đó các bạn có thể nhỏ trực tiếp cái nước muối sinh lý lên mắt của các bé luôn để mà rửa sạch đi, thì chừng 1-2 ngày thôi là các bé nó sẽ hết liền. Và có một cái bệnh nữa ở mắt mà có thể các bạn sẽ gặp, đó chính là bị đục thủy tinh thể. Thì trường hợp này thì là do cơ địa của các bé nó có cái gen đó rồi. Thì trường hợp này thì chị không thể nào khuyên các bạn được gì hơn. Thì nếu như các bạn nào ở gần thú y, các bạn có thể ra đó để mà các bác sĩ thú y cũng chúng ta kiểm tra. Và cuối cùng là một cái bệnh mà các bạn sẽ thường hay gặp khi mà các bạn nuôi các bé mình ở một cái lồng quá nhỏ. Các bạn sẽ thấy các bé của mình nó sẽ hay leo trên lồng và cạp lồng. Cái biểu hiện này chứng tỏ là các bé mình nó đang stress và nó cần một cái không gian rộng hơn. Thì cái này á, nhiều bạn thì các bạn sẽ không có để tâm mà các bạn cứ để cho các bé nó cạp lồng, nó leo lồng như vậy. Nhưng mà từ ngày này qua tháng nọ, các bạn biết là nếu như mà một con người mà cứ ở trong một cái phòng nhỏ xíu thì riết cái tinh thần nó cũng sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng. Thì các bé của chúng ta cũng vậy, khi mà ở một cái lồng quá nhỏ thì bắt đầu các bé stress, ngày này qua tháng nọ bắt đầu các bé nó sẽ có những cái biểu hiện như tự kỷ, rất là hay cắn. Đó là cái biểu hiện hay cắn các bạn và hay cắn đồng loại của mình đối với những cái bé Winter White. Mặc dù rất là hiền lành nha, có thể ở chung với nhau, nhưng mà nếu như xảy ra cái tình trạng này thì các bé sẽ cắn lộn. Còn đối với các bé Bi thì không cần nói nữa rồi, các bé Bi thì là bản tính ở độc lập rất là cao. Các bé không thể, thường thường là sẽ không thể ở chung với các bé khác. Khi mà ở độ tuổi trưởng thành thì các bạn sẽ nuôi một mình thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn nuôi ở một cái chuồng quá nhỏ, không đủ để mà các bé mình nó đi tới vận động, không đủ để các bé nó đào hang, nói chung là một môi trường nhỏ, thì các bé sẽ stress. Và tình trạng stress này có thể là dẫn đến là các bé nó sẽ bỏ ăn nè, các bé sẽ ngủ ly bì và sẽ dẫn đến nhiều cái hệ lụy khác nữa. Mà chị không mong muốn cái tình trạng này xảy ra với các bé của các bạn. Vì vậy nếu như mà các bạn nuôi thì nên tối thiểu thì các bạn nếu nói là nuôi Bia nha thì nên nuôi cái lồng cỡ này. Còn các bạn nuôi Winter White thì có những cái lồng khác diện tích nhỏ hơn, nhưng mà cũng phải đủ thoáng đãng và đủ cái đồ chơi, đủ cái không gian này các bé mình nó có thể chạy nhảy. Chị không khuyến khích các bạn nuôi ở trong một cái chuồng, cái lồng mini nhỏ xíu vậy nè. Thì chị chỉ bán cái lồng mini cho các bạn về để tách chuột để đẻ nè, để tách con ra trong giai đoạn là sinh nở thôi, chứ hoàn toàn không khuyến khích các bạn nuôi bằng cái lồng đó. Và chị đã kết thúc được cái video này để giúp cho các bạn có được những cái kiến thức cơ bản về các bệnh thường gặp ở hamster, để mà các bạn có thể quan sát các bé hàng ngày xem là có những cái biểu hiện mà chị Thi nói không, nếu như có thì phải xử lý như thế nào ngay lập tức để mà có thể giúp các bé mình nó vượt qua nhanh hơn. Và chị hy vọng là video này nó sẽ giúp các bạn nhiều trong quá trình nuôi. Nếu như mà những cái kinh nghiệm của chị chia sẻ có cái gì sai thì các bạn có thể góp ý ở dưới để chúng ta cùng thảo luận với nhau, đưa ra những cái cách mà giúp cho các bé mình nó vượt qua bệnh được tốt nhất, để chúng ta là chăm sóc các bé đều được tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.